Xin chào tất cả các bạn. Mùa hè lại sắp đến rồi và Trang nghĩ rằng là có rất là nhiều bạn sẽ không thích mùa hè đâu, nhất là những người mà bị hôi nách. Khi mà về mùa hè ấy, thì thời tiết nóng và trời nắng thì thường sẽ gây tiết mồ hôi nhiều. Thì với những người mà không bị hôi nách thì cái vùng dưới cánh tay ấy, khi mà tiết mồ hôi thì đã có mùi rồi, chứ không phải là những người mà bị hôi. Thế nên là sẽ khi mà về mùa hè ấy, thì nó trở thành nỗi ám ảnh rất là nhiều đối với những người mà bị hôi nách. Thì với sản phẩm lan khử mùi Skion hàng nhập khẩu Mỹ thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà các bạn lăn vào vùng dưới cánh tay ấy, thì nó sẽ khử mùi rất là hiệu quả. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là ngăn không cho mồ hôi tiết ra và cái vùng nách của chúng ta sẽ khô thoáng suốt cả ngày, mà chỉ lăn một lần duy nhất sau khi tắm là các bạn sẽ không cần phải lăn lại nữa, bởi vì là nó khô thoáng và khử mùi rất là hiệu quả. Đặc biệt là với lăn khử mùi Scion thì như là Trang đã bán được 3 năm rồi đấy, thì khách hàng cứ đã dùng là ưng. Giá thành sản phẩm thì rất là rẻ thôi mà hiệu quả thì cực kỳ là cao. Dung tích 75ml dùng rất là tiết kiệm và các bạn có thể dùng trong khoảng 5 đến 6 tháng, tại vì là mỗi ngày thì mình chỉ lăn một lần thôi mà, thế cho nên là rất là tiết kiệm. Đặc biệt là không có mùi hắc giống như là một số lăn đang bán ngoài thị trường. Đợt trước thì Trang có dùng lăn rất là nhiều loại lăn mà các bạn vẫn hay thường thấy người ta bày ở tạp hóa đấy. Đấy thì cái lăn đấy thì chỉ dùng có tác dụng khoảng tầm độ 3 đến 4 tiếng, sau đó thì lại như không lăn luôn, cái vùng nách lại bị ướt và bị hôi như bình thường. Thế nhưng mà với lăn khử mùi Scion thì cực kỳ là tốt các bạn nhé. Khi mà lăn thì khô thoáng tuyệt đối này, khử mùi rất là hiệu quả và đặc biệt là nó sẽ không gây ố vàng nách áo như là các lăn đã bán ngoài thị trường. Mùi hương thì cực kỳ là dịu nhẹ, khi mà lăn thì có cảm giác như là không lăn luôn, chứ nó không có mùi nồng nặc hay là mùi hắc giống như là các loại lăn khác. Dùng thì nó không gây bít lỗ chân lông và nó không bị kích ứng da, cũng không bị dị ứng, không bị thâm cái vùng nách của mình, mà nó sẽ làm cho vùng nách của chúng ta sáng hơn đấy. Sản phẩm thì an toàn tuyệt đối cho phụ nữ có thai và đang cho con bú, nên là khi sử dụng thì các bạn yên tâm nhé. Có một số khách hàng của Trang thì có tâm sự là trước đó thì không có bị đâu, bị hôi nách đâu, thế nhưng mà khi mà sinh con xong thì bị hôi nách và cái vùng nách thì thường là thâm rất là nhiều. Khi mà dùng cái lăn khử mùi này thì khách hàng rất là ưng. Nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc là các bạn cần tư vấn gì thêm về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với Trang để được tư vấn hoặc là đặt hàng. Thì các bạn liên hệ qua số 0981 918 651, Facebook, Zalo, Sương Thu Trang các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.